165 天. Ngày 165. Mình mua xong đồ trước. Nguyên văn là chúng ta trước tiên mua xong đồ. 我们先买完东西. 我 们 先 买 完 东 西 我们先买完东西. 我们先买完东西. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Trước đây học ở trường đại học nào? 以前在哪所大学读书? Tải về. 下载. Rất quen thuộc. 很熟悉. Trông có vẻ như. 看起来. Vị rất ngon, rất thơm. 味道很好, 很香. Chỉ lớn hơn mình 2 tuổi. 只比我大2岁. Nói chung là. 总之. Vừa rồi là chị ruột. 刚刚是亲姐姐. Luyện tập nói tiếng Trung. 练习讲中文. Không cần cố đi ôn từ mới và bài khóa gì nữa cả. Không cần cố đi ôn từ mới và bài khóa gì nữa cả. Không cần vội, từ từ thôi. 不用急, 慢慢来. Mỗi một ngôn ngữ đều là như vậy mà. 每个语言都是这样子的. Có sắp xếp gì, có an bài gì? 有什么安排? Thời gian qua nhanh thật. 时间过得真快. Lên tầng thay giày một chút. 上楼换一下鞋. Thay xong rồi. 换好了. Tùy em. 随便你. Mình đi thôi, với nghĩa chúng ta đi thôi. 咱们走吧. Thời tiết mát mẻ. 天气凉快. Rất hợp đấy. 蛮合适的. Mua xong đồ trước. 先买完东西.